Chào cả nhà nhé. Và đây là buổi sáng là nhà em dậy để đi Nha Trang đây. Hôm qua đi về ngủ ngon quá, sáng dậy đến 6 giờ hơn mới dậy. Thế này là gọi là vội vội vàng vàng lên đường đi. Đây là em đang bật cái chế độ chỉ đường. Nó báo đến Big C Quy Nhơn ấy, nó còn khoảng 25%. Nhưng mà em không tin cái này lắm, tại vì cái thực tế đường xá mình đi ấy, nó sẽ không giống như những gì mà máy tính nó tính toán. Hay buổi sáng thì sáng dậy là thấy mưa lạnh lạnh lắm, nói chung là lên xe thì thấy ấm như vừa sáng dậy là ngại lắm, nhưng mà thôi đi thôi. Mày test thử chức năng dẫn đường nhé, thì trên HUD nó cũng kia là những cái biểu tượng mà nó lưu sẵn đấy, rõ ràng là mình rẽ vòng xuyến và đi ra lối ra thứ nhất, thế nhưng mà nó lại đi chỉ ngược lại. Nhưng mà đấy là những cái biểu tượng giống như biển báo giao thông ấy. Ở đây thì đúng ra là phải đi vào cái phần hai cái xe ô tô vàng và ô tô trắng nó đi kìa, nhưng mà em là người ngoại tỉnh em cũng không biết là đây nó đi như thế, nó đi như thế để nó không bị đèn đỏ. Nói chung giao thông ở đây rất là thông minh, nhưng mà thôi mình đợi đèn đỏ được. Đó. Đang trên cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi này, và nhìn trời này vừa trắng trời. Hôm nay thì đường vắng không có ai cả, mà thỉnh thoảng mới gặp một con xe như này thôi. Cái ưu điểm là cái cao tốc này thì đi 120 nhưng trời mưa thì đi 100 thôi. Và mình xét cái hỗ trợ giữ làn và tốc độ 98 km/h. Tay thì mình cứ đặt ở đây thôi, tay mình chỉ cần đặt đây để cho biết được rằng là xe nó biết rằng là mình vẫn đang tỉnh táo, vẫn đang kiểm soát và không phải làm gì cả. Ngồi như thế này đến cuối cao tốc, khoảng cao tốc này 100, bây giờ còn khoảng 140 cây thì mình ngồi khoảng 1 tiếng 30 phút nữa là sẽ hết cao tốc Quảng Ngãi. Cao tốc này thì gần như là dài nhất nhì Việt Nam đấy, nó dài hơn cả cao tốc Hải Phòng Hà Nội, nếu không tính đến Hạ Long nhé. Hà Nội chắc chỉ 100 cây thôi, cái này 140 mấy cây cơ, và chắc phải ai cơ, ai phải ngồi thực sự trải nghiệm cái ADAS của những, không phải chỉ xe xe VinFast đâu, cái xe nào có ADAS là sướng rồi. ADAS thì hỗ trợ nhà mình rất nhiều, bảo sao mà tại các thị trường nước ngoài, những cái nơi mà cái phát triển về cao tốc mạnh ấy, thì gần như là xe nào xuất xưởng đều phải có ADAS, vì chắc là thói quen người tiêu dùng ấy, người ta dùng ADAS nhiều quá rồi, nên là đó là một cái option không thể thiếu được cho những thị trường nước ngoài. Chỉ có từ trừ những thị trường nhỏ mới phát triển như Việt Nam hay Indo, hay những cái đất không phải Indo mà những cái thị trường châu Á, khu vực Đông Nam Á này, do cái nhu cầu của người Việt hay là của người dùng ấy là chưa cần đến những cái option này nên nó cắt nhiều. Chứ còn các thị trường nước ngoài thì ADAS là rất cần thiết. Mọi người nhìn lên này, đây mình chẳng phải làm gì vô lăng cả, khoảng chạm vào vô lăng thôi và ngồi thư giãn, ngồi ngả ghế là thư giãn, nhìn đường. Nó thì sẽ không ngủ đâu, nhưng mà nhìn đường thì cảm giác nói chung là không cần phải giẫm chân ga, chân nói chung chân tay không phải làm gì ấy, thì khá là nhàn. Dấu chấm than kia nó hiện là camera phía trước, camera này này tạm thời gián đoạn do bật, ý là do nó bị mưa tạt vào nó bật quá ấy. Thế mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, tí nữa nó đi chậm lại thì cái đấy nó sẽ hết. Chung là sau gần 1.000 km đi liên tục đấy là càng đi xe càng ổn định, là khuyên anh chị em nào mà mua xe mới kiếm một cái cớ đi chơi du lịch, không Đà Nẵng thì đâu đó khoảng Nha Trang hay đâu đó khoảng vài trăm cây, cả đi cả về 1.000 cây, đảm bảo đi về xe ngon không có gì phải chê cả. Đấy, đấy cũng phải khúc cua nhé, không nhìn đường cong này, nhưng mà xe nó vẫn lái bình thường. À, trước khi chia sẻ thêm là cái ADAS này nó chỉ là hỗ trợ lái nhá, nếu mà đường cong mà cong quá thì mình phải tự lái, nó không lái cho đâu. Cong quá mà đi nhanh quá thì nó sẽ báo lên màn hình kia, nó báo là ý là bạn lái đi cong quá tôi không lái rồi đấy. Nên anh em mình tuy là nó hỗ trợ thật đấy, nhưng mà mình vẫn phải kiểm soát toàn bộ cái hành vi của mình thôi. Giờ em thư giãn một tí, hết cao tốc sẽ tiếp tục đi Quy Nhơn, trước mặt là cái hầm của cao tốc này. Sắp hết cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi rồi nhà mình, thì trên đường đi thì nhìn thấy rất nhiều xe biển 60, 61, 51, chung là biển khu vực miền Nam, Đồng Nai, Bình Dương rất nhiều.
thì các anh chị chắc là cái gia đình đi về ăn Tết là quay về đây. Thì cái xu hướng thế em thấy là đúng, năm nay là miền Nam đi ra ngoài Bắc ăn Tết ấy, thì là đi máy bay đã quá tải rồi, bây giờ cái lượng xe đi ô tô về rất là đông. Nói về vấn đề đi ô tô về thì đến thời điểm này thì cao tốc Bắc Nam cũng đã hoàn thành được khá là nhiều, như ngày hôm qua và hôm nay là em đi rất nhiều cao tốc. Thế nhưng mà đến khoảng tháng 4, tháng 5 này sẽ thông thêm cao tốc Dầu Giây, Phan Thiết, Vĩnh Hào, rồi là Nha Trang, rồi là Cam Lâm, rồi là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, rồi rất nhiều cao tốc. Nên là sang năm nếu mà anh chị em nào mà có xe mà trong khu vực miền Nam mà có đi xuyên Việt cũng như là đi ra ngoài Bắc ấy, thì là đến hè này thôi. Cái du lịch cũng như là cái việc mà đi Bắc Nam nó cực kỳ đơn giản. Nên mọi người nhìn này, đi cao tốc ấy thì nó cứ đều đều 120 như này thôi, 140 km mà chỉ đi hết hơn 1 tiếng thì một ngày có thể đi cả 1.000 km được đấy. Và cái việc chất lượng mặt đường như này thì mọi người trên xe thì nghỉ ngơi rất là thoải mái, chỉ còn lái xe thì tập trung thôi, chứ mọi người lái xe thì đi êm như thế này thì không nghỉ hơi phí đấy. Nên là anh chị em nào mà chưa biết được rằng là cung đường cao tốc Bắc Nam nó như thế nào thì đến thời điểm này thì nhà nước xây dựng rất nhanh, rất rất nhanh luôn, và có rất nhiều cao tốc đến thời điểm này nó là giai đoạn 1 nên là chưa thu tiền, vẫn được đi cao tốc, vẫn được đi nhanh nhưng không mất tiền. Trên đường đi toàn xe biển 51, 72, 79, 51. Nhưng mà tầm này mọi người đi vào nhiều lắm. Đường khá là đông. Cái điểm ăn dừng nghỉ chân ăn sáng ấy thì toàn xe con, hầu như là xe khu vực phía trong. Nhưng mà tầm này đi cũng muốn nhanh không nhanh được. Nhà em trưa nay sẽ dự định là sẽ đi vào Quy Nhơn ăn trưa. Tại vì thực ra thì em không thích cái đường đèo Cù Mông ấy. Cái đường đèo ấy thì nó sẽ đẹp nhưng mà cái đoạn bắt đầu vào đường đèo thì xấu. Nói chung là còn đường mà đi qua thành phố thì đi đường ven biển khá là đẹp, không nhanh bằng đường kia nhưng mà thôi em vẫn quyết định vào thành phố để còn ăn trưa. Đến đây thì gặp tắc đường nhà mình ạ. Chỗ này là vì lý do là nó có đèn xanh đèn đỏ. Trước mắt là đèn xanh đèn đỏ để có hai hướng đi. Một hướng đi vào thị xã Sông Cầu và một hướng đi chạy đường tránh quốc lộ 1A. Thì thực sự là mọi năm em đi thì em không đi vào những ngày sớm như này đâu. Em không nghĩ được rằng là cái số lượng xe con mà họ về quê ăn Tết ấy, họ quay lại đông như thế, đông như chảy hội mọi người ạ. Đấy, thì chính vì nó đông như vậy lại cứ xuất hiện những cái đèn đỏ kiểu kiểu như này thì là chắc chắn là tắc đường. Đấy, thì để tại đây thì chịu khó một tí. À, giới thiệu nhà mình đây là trung tâm của huyện Sông Cầu nhé. Thì cái đoạn này là đi qua chuẩn bị đi vào đến Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên thì phải. Thì cái sông Cầu này thì có hai hướng đi quốc lộ 1A và hướng đi vào trong đây. Nhưng mà trong trong thị xã Sông Cầu ấy thì là đường xá họ làm rất là đẹp, sạch sẽ, gọn gàng và đi khá là thoáng, cứ đi đều 40, 50, 60 này. Đấy, còn ngoài kia đường tránh ấy thì nó không được đẹp như vậy, như nó cũng xa hơn một tí. Nhưng mà về cơ bản là em rất thích đi vào trong cái khu vực thị xã này. Tí nữa đến Tuy Hòa nhé, mọi người cũng nên đi vào trong thành phố Tuy Hòa, đừng đừng đi đường quốc lộ nhé. Hay đường quốc lộ cho đoạn đoạn đi đến Phú Yên là xấu, xấu dã man luôn. À, cái đường trước mặt trên cầu kia là đường tránh đấy. Em đang đi đường trong thị xã. Anh đấy, qua Tuy Hòa là đến hầm Đèo Cả là sang bên Khánh Hòa rồi. Sang bên phía Khánh Hòa thì đường đẹp, chỉ xấu, nói chung là vừa rồi em đi qua đã đường xấu rồi. Người ta cũng có sửa lại rồi đấy. Không quay cho nhà mình xem, nhưng đường xấu là đường từ Quy Nhơn, hết Quy Nhơn. Chỗ đấy là chỗ hết Quy Nhơn là đến giao danh giữa Quy Nhơn và tỉnh Phú Yên này là đường rất là xấu và nó đang sửa lại. Đi qua được chỗ đấy thì coi như là xong, từ đây trở đi là đường đa phần là đường đẹp, đến Tuy Hòa đã qua Tuy Hòa là đường đẹp. À, lịch trình ngày hôm nay thì theo đúng dự kiến là khoảng
ba bốn giờ thì đến Nha Trang. Thế nhưng mà do sáng dậy muộn và vừa ăn trưa tốn tốn thời gian quá, ăn trưa mất hơn 1 tiếng, cộng với sáng lịch trình là 6 giờ dậy nhưng mà ngủ đến 4 giờ dậy nhưng mà ngủ đến 6 rưỡi mới dậy, nên là khả năng là khoảng 5 giờ chiều sẽ đến được Nha Trang, ở lại Nha Trang nghỉ ngơi một hôm và sáng sau mới đi Sài Gòn. Cái cung đường mà đi đi xuyên Việt bằng xe ô tô này thì càng ngày nó càng đẹp, nên là anh chị em nào mà chưa đi thì cứ đi một lần cho biết, và đi một lần là sẽ nghiện, sẽ đi thành nhiều lần thôi. Đây cái đèo Gành Đỏ đi sang Tuy Hòa nha mọi người. À, nhìn cái đèo này lại nhớ đến một cái cảm xúc, một cái xe này nó khác với xe xăng là xe này cái gia tốc nó lớn nên là đi đèo ấy nó không có cái độ ì của máy, không có độ trễ, là gần như là đường đèo và đường bằng giống nhau, nên là cảm giác xe thích lắm. Nói chung là khó tả về 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 cái máy điện mà hai cầu điện gia tốc lớn như này đâu. Trước mặt là biển này, con đường này không khác gì thiên đường đúng không, nhà mình thấy đẹp không, con khu này khá là đẹp, hình như cũng cũng có khu du lịch gần đây. Tâm sự nhà mình một chút về cái cung đường xuyên Việt Bắc Nam. Thực ra thì đi mới biết đất nước mình nó đẹp. Đấy, cái cung cảnh đằng trước mọi người nhìn nó đẹp nhá. Núi trùng trùng điệp điệp, đi từ trên dốc đi xuống nhìn thấy đất nước nó rộng lớn lắm. Rồi là con đường đa phần là mình sẽ đi song song với đường bờ biển. Nên là có một số đoạn là mình đi một bên là núi, một bên là biển. Nói chung khung cảnh khá là đẹp. Đường xá ở Việt Nam thì bây giờ thì phát triển, nói chung là em thấy tốc độ làm đường rất là nhanh. Cái quốc lộ 1A này nó có từ lâu rồi. Em nhớ không nhầm, để mà nó hình thành mà nó có cái mỗi bên hai làn đường như này thì nó có khoảng cách đấy khoảng từ 6 cho đến 10 năm gần đây. Đây, nhà mình xem đây là cái đường đi vào thành phố Tuy Hòa này, xe đi qua khu du lịch, rồi là các thứ mới ở thành phố, đường đẹp như trong tranh luôn. Đây, như được chưa thấy biển có đông dân cư đâu, đúng là vì 90 đây, nhưng mà mình chỉ đi xung quanh 60 thôi. Ở đây ai đi xe điện thì ghé vào cây xăng PV Oil ở cái đường song song với đường này gần đây thôi, cách đây khoảng 1 cây, còn như em là còn 35%, 35% không sạc đâu, đi thẳng đến Nha Trang luôn. Thì cứ đi thẳng đường này thôi, thẳng đường này sẽ đi qua cái cầu và lại bắt vào quốc lộ 1A. Đường đẹp như này thì cũng đường ngoài kia xấu lắm, đường quốc lộ 1A ngoài này xấu lắm, nên là đặc biệt anh chị em chú ý nhé. Tuy Hòa là đi vào thành phố. Đây là cái đoạn đường mà đi từ đầu Nha Trang bắt đầu vào thành phố Khánh Hòa đấy. Đường này rất đẹp nha, bên hai bên đường không có dân ở, khoảng mười mấy cây như này luôn, đi đều 90 thoải mái, đường rộng đẹp, mặt đường ok. Và từ đây đi về Nha Trang thì khoảng chưa đến 1 tiếng nữa, nói chung là để sắp đến đích rồi.